kalau jauh tak tanya ini. Hey, sì, mấy chạy lọc khứa nhà đi à? Có một anh muốn đắng này đắng này. Lọc đấy. Nè, anh ấy vì muốn mau dùng phở sao tan là nhỏ thì một anh muốn này. Ờ, là mua à, muốn chờ tan. Vậy tôi chỉ muốn mua phở sao tan. Nhưng mà nó, ờ, phở như này. Anh ấy chưa nghĩ chưa so hay chưa không mua bây giờ thì mua. Nhưng do món chúng sẽ ốp tay cái thôi. Và cho chạy chạy cái này kìa. Anh ấy kéo chưa khó đâu. Ở đây nên do tôi sẽ ốp. Và tay kéo hay tay một toàn thử là anh tự chạy phở chạy tự thèm gì đó. Thèm gì. Cái phở đã ban bán ngay. Anh ấy thốt tên mà. Ốp tay à, hôn phí lý ấy, ốp muốn cái. Anh ấy bị lươn vậy, nhưng phở sau đấy tính quạch mà. Quạch nào, anh ấy lươn à. À, anh ấy mua viêm sợi bát. Thế là viêm bát. Đúng rồi, sao tan nó ngay, cô cha vẫn đoàn nó, biết đoàn bát nó thôi. Nó lên chuối. Anh ấy ăn toàn bàn phở đi. Vâng. À, xử lý muốn cho nó đồng miên này. Còn anh ấy phải chiếm lên phí xử lý. Ồ, nhưng anh chứ viên đang hướng, ổ hay nó dương phở mình mới phải đang chỗ. Mấy ạ, đọc lõng ở nhà anh, mình thử. Wow.
Oh, yeah.
No, this is the steel, so you can't drive. And why we say as a manufacturer we don't recommend, because this is a design, any manufacturer, they're designed to cut on the outside diameter of the wheel. The moment you put the grinder on the side, you're putting the side thrust. It's a bending stress to the wheel, and it's a thing getting built. So you're compromising the safety alone. If it breaks, this is running at 80 meters per second. So at that speed, if it breaks, it's like a Formula One race car at that speed. So that's why we don't recommend, but I understand, yes, this is the most commonly used, not in Cambodia, other countries as well. But no, you can't do this. Unsafe practice. But this lasts much longer, you know, the cut much more. The other thing now related to this particular wheel, they have gone 100 times lighter. Number two, this is made of steel, a very, very, very high strength, right? So even if there is a little amount of bending, it won't break. But a conventional wheel tend to break. Number three, you start at 14 inch conventional, the diameter goes down and down and down. ចាំបានហើយគឺសូមអបអរសាទរចំពោះលោកតាំងទីចា៎ហើយក៏សូម